Hi, mến chào tất cả người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu đến người anh em một dòng cục đẩy công suất hàng bãi ba kênh. Thương hiệu nó là Best Sao. Thương hiệu của đất nước Mỹ ha. Đấy, Best Sao. Model nó là HG382. Đấy, ba đây là ba kênh và 800 là 800 1.200 ha. Nè, ba kênh này là 800 này, 800 này 1.200 này. Ba kênh tương ứng với thông số này ha. Đấy. Công suất rất là lớn ha. Đấy. Và cái con này em cũng tháo sạc nội thất cho người anh em xem tham khảo luôn ha. Màu đồng to vật vẻ nha, to bằng cái nồi cơm điện luôn. Đấy. À, kênh A kênh B là nằm bên này ha. Kênh A kênh B thì 2 4 6 8 10 12 mỗi kênh vậy 10 12 xà ha, 8 W một kênh. Còn kênh B là bên này ha, kênh sơ bên này 1 ha. 2 4 6 8 10 12 14. Kênh bên này là 28 xà ha. Người ta thiết kế như vậy là bên này là 28 xà, công suất lớn hơn 1200 W chuyên đánh súp ha. Đánh một cặp súp đơn 50 hoặc là một cặp súp đơn 40 vô tư ha. Hoặc là một quẻ súp kép 50 thì ngon lành luôn ha. Đấy. Và hai con ke bên này thì theo em nghĩ thì đánh 80 W một kênh thì kéo căng một đôi full 40 ha. Nếu 30 với 25 thì hai đôi vô tư luôn. Đấy. Công suất rất khỏe, anh em phù hợp với anh em đi làm kèo kéo, làm tiệc tùng nhỏ, xô nhỏ ha. Đấy, rất ngon luôn, ba kênh một con giải quyết tất cả, vừa súp vừa ke luôn nha người anh em. Đấy, em quay về cái nội thất cho anh cụ thể chút xíu. À, con này nó có sự kết hợp ngộ ha, hai loại mạch luôn, glass ever, glass hát luôn đó người anh em thấy không? Thấy em rồi nó e bơ rồi nó hát luôn thôi. Và dùng với 16 trụ lọc nguồn cực khủng luôn, đánh bao điện áp luôn, khỏi sợ, khỏi lo cái vấn đề mà sụp áp luôn ha. Rồi em sẽ quay lại cái mặt sau tí, mặt sau đây chung hàng bãi nhưng còn rất đẹp. Mặt sau thì cổng đầu vào này, vẫn có rắc ke nông được cái ha. Rồi rắc ra thì đầu ra thì rắc lo thì rắc speaking này ha. Speaking và rắc bắp chuối vặn được luôn. Làm sự kiện ngoài trời tôi vặn phát khỏi sợ xúc dây luôn ha. Nói chung là rất chất lượng. Em đang phối ghép với đôi lo trường KB ha. Trường KB lo thương hiệu Đức. Chiếc kem mình gan luôn ha. Đôi này là 10.800.000. Nhưng mà đôi đẹp kia thì bán rồi, còn cái đôi này hơi xấu hơn chút. Đôi này nó bị rách chỗ này ha. Em bù vô chỗ này là 2 tờ 200.000 ha. Đó, em sẽ bù cái chỗ rách này 2 tờ 200.000 và anh em tự vé ha. Thật là tháo ở kem ra đi làm lại ha. Đấy, giảm giá 400.000 còn 10.400.000 ha. Đấy, cái này riêng đẹp mức một lần như này nè. Đấy. Cái clip trước nội thất ruột gan em đã làm rồi ha. Người anh em nào cứ xem thì lại quay lại clip trước. Đấy, hôm nay bán thành lý cho người anh em luôn 10.400.000. Và con men này em bán với giá 5.800.000 đồng ha. Giá bán chưa bao gồm phí ship. Đấy, con men cực kỳ khủng luôn ha. À, em đang test mọc nha người anh em, mọc từ máy tính này. Đi thẳng vô con đẩy không quen thiết bị nữa hết ha. Nói chung là một dòng đẩy công suất lớn ba kênh đánh đều ba giải lô mic 2 nghe rất là rõ, chi tiết rõ ràng. Phải nói là một con đẩy đúng ngon, đúng nghĩa ngon bổ rẻ luôn. Người anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ qua cái địa chỉ này ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.